Đây cả nhà chơi tiếp đi, bây giờ trồng qua đứa qua bao nhiêu tiếp. Đó, trồng qua rồi bây giờ chơi tiếp. Anh bỏ xuống đây thấy con anh. Ở đây hả anh? Ok. Rồi. Tí đi ghé luôn ha. Hello cả nhà, nhà em đi chơi rồi bây giờ ghé ăn cơm gà Đà Nẵng này cả nhà. Ăn cơm vỉa hè nhưng mà rất chi là sạch sẽ luôn cả nhà ơi. Sạch sẽ lắm. Mình thấy là sạch thì thôi rồi. Ở đây đủ không con cô? Đây. Đây cái nhà đây. Xóm nhà lạ. Một xóm nhà lạ đó. Đang uống nước, chuẩn bị đồ ăn ra. Ủa chắc nó cũng đi với chủ hai tới đó. Đi không không chỉ nó có đi mấy người thì thôi biết hết thôi đi đâu miếng thôi. Mình về với chúng mình đi lên lên đi. Đừng bỏ xì dao nữa nghe. Vừa ăn rồi bỏ tương ớt với chanh vào ăn thôi. Cá là gì được con? Cá lầu. Cá lầu. Cá lầu. Chị ăn thì có một người con chung để ta ăn thì ăn bốn cái tới chi. Miếng. Đúng không? 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 Phố đi bộ, phố ăn, ra xíu, quay đi em. Đây cả nhà, Hội An này. Đó. Đây là đám xóm nhà lạ. Quán bò gì hay à? Quán bò. Này có hơi nước. Hơi. Xe đằng sau chút xíu.
nhà trưng bày văn hóa Nhật Bản. Poison Cafe. Poison Coffee. Uống như poison luôn. Dòng sông phải không? Wow, đông người vậy. Wow, đông như kiến vậy xíu. Đưa cái gì? Chiếc thuyền hả? Gì? Hội An. Tối Hội An. Hay tôi Hội An. Wow, Hội An. Du thuyền Hội An. Wow, đông quá trời đông luôn. Gì? Đi du thuyền. Đi lên du thuyền. Hình như quên cái cần trên xe. Bỏ cái xe ra hả? Ừ. Để nông như kiến vậy đó ta. À, đừng có coi chừng cái tay nha. Nguyên nè. Cảm ơn. Nào không quẹt nè. Rồi có rồi. Có anh. Con. Ha. Ha ơi. Your hand. Not off the boat. Inside the boat. Ước gì mình có tiền nhiều tiền hôm nay. Rồi xíu ước gì hôm nay tối nay tôi chơi 100.
nhẹ nhẹ thôi cũng không nói chứ. Chị có thể là ngày nào cũng bỏ hả? Ngày nào cũng có vậy hả? Hay là lâu lâu mới có lễ vậy? À, ngày nào cũng có hả? Hay à? Dạ. À. Cường đi Hội An này cả nhà. Hội An về đêm rất chi là đẹp đúng cả nhà ơi. Đây, bên kia là dọn cho họ ở bên kìa. Đi đi chuyển lên là bốn trăm mấy à, dạ mấy chục người thôi. Đó. Hồ mùa hè là em đi đây chắc đi không nổi đâu. Nặng lắm anh nè. Hồi nãy mà mới bước xuống. Em mướn hai chiếc thuyền ngủ đây được á hả? Trải nghiệm được á. Anh ơi lành lắm cái đêm ngủ được đâu. Lành lắm. Em tặng tôi là bố mình học cố đến mình. Bên sáu tuổi mình mơ. Bên tới là 5 tuổi thôi. 5 tuổi lớp 1, 6 tuổi lớp 2, 7 tuổi lớp 3, 8 tuổi lớp 4. Bên học 5 tuổi lên rồi. Ha. Hello Hannah. Con nhìn nhìn ai nói nắm con nhìn nhìn đâu biết đi là con sẽ đến bên này cha đâu con mình nhau lại thêm một ba nữa gì là câu sức khỏe thôi cô mà em là trực tiếp là câu cho ba mà nè. Đấy mà lề vui lắm. Ủa sao? À bên hai chị. Sao lắm. Em đỏ lắm mà răng này ăn tất cả trên đó. Đây này che nè cả nhà, che Hội An đó. Chưa ăn mà nghe nói cũng ngon lắm, bây giờ ăn thử đây cả nhà. Dạ. Anh có cái đồ đây ăn đi. Dạ. Đi chứ không chặt mấy chữ.
cái này nha, chế tiếp đi, bây giờ trồng qua nữa, qua mấy nữa. Đó, trồng qua rồi bây giờ chế tiếp. Anh bỏ xuống đây thầy con anh. Có ba vẻ cuối cùng là sắp hai bộ. Hai bộ kìa. Hôm nay chúng tôi có gặp hai bộ kìa, sẽ có hai người trúng thưởng cùng chơi. Hai người trúng thưởng. Chưa biết. Anh ơi, xin chào, em đi con nghe đi mà nó chưa ngon. Tôi ngủ chơi chơi ba chơi. Chơi con cái bé đi. Chơi bao. Nè. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hội An ơi, hội An đó. Hội An phải cho xé đi luôn. Đó.